Ok, chào mừng các bạn đến với channel của THT. Mình thật sự xin lỗi các bạn vì mình không để đăng vì mình mắc bảo chỉnh sửa video hôm qua nên không mình không thể đăng video hôm qua cho các bạn vào ngày hôm nay. Okay. Mình sẽ thông báo cho các bạn là mình sẽ nói cho các bạn là mình sẽ hôm nay mình sẽ làm video hướng dẫn nhưng hôm nay là chuẩn bị vào video hướng dẫn đó là cách làm pháo vòng. Như các bạn đã biết là năm video về pháo vòng về pháo sáng và pháo tết có 5 phần và cả 5 phần đó là những cái pháo vòng mà mình tự làm. Trước khi mình bắt đầu nói chuẩn bị về các vật liệu để làm, các bạn nhớ hãy like và subscribe cho mình và ấn phím mô tả để nhận được video mới. Rồi, các bạn chuẩn bị để làm pháo sáng. Đầu tiên là một cái pháo bông. Các bạn có thể mua cho các bạn tập pháo để mua. Tiếp theo là hai nắp chai nhựa có kích cỡ bằng nhau, cũng có thể là hai nắp chai có kích cỡ gần bằng nhau, nhưng các bạn không được lựa hai nắp chai có một nắp chai có kích thước lớn và một nắp chai có kích thước bé. Tiếp theo là keo nến, hoặc bạn có thể dùng keo nến sắt để dán lại hai cái nắp. Và tiếp theo là một băng keo đen để nối lại cái hai nắp chai. Mình sẽ nói sơ qua về các bước làm. Về đầu tiên là các bạn lấy tất cả những cây pháo bông trong pháo bông ra, sau đó nghiền nó ra thành bột. Nhưng trước khi nghiền nó ra thành bột, các bạn sẽ lấy vỏ một cây để cắm vô lỗ của pháo. Sau khi bị ra thành bột, thì tiếp theo là bạn chuẩn bị một cái nắp chai. Xong rồi bạn đổ hết tất cả những bộ pháo đã nghiền ra vào trong cái nắp đó. Tiếp theo nắp còn lại các bạn khoan một lỗ giữa và để nó ngay bên trên cái nắp đã được đựng một pháo. Sau đó các bạn dùng giấy sắt sẽ nối nó lại để sơn sắt. Sau đó dùng băng keo đen cuốn nó lại bớt thành một chắc. Và cái cây pháo đã lấy lên để cắm vào một cây pháo. Trước khi cắm vào các bạn phải cắt cái phần cầm của pháo, sau đó các bạn cắm vào lỗ nằm ở phía trên pháo. Sau khi cắm vô, vậy là việc tạo ra pháo nó hoàn tất. Để các bạn nhìn hình dung hơn, ngày mai mình sẽ làm video hướng dẫn. Mình sẽ chuẩn bị mọi thứ để các bạn nhìn thấy rõ hơn và xem thành phần nó khi được tạo nên như thế nào. Ok, mình chỉ nói tới đây thôi. Mình mong hãy thông cảm cho mình vì video hôm qua. Và các bạn nhớ like cho mình nha. Rồi, chào tạm biệt.